Xin chào các bạn. Thở là một trong những cái rất là quan trọng của đời sống, và đặc biệt là thở ấm dương khí công thì được thầy Bùi Quốc Châu gọi là chấn môn chi bảo của diện Trần Việt Y Đạo. Và nếu như không thở được âm dương khí công, mà bạn nào đọc cuốn sách Tâm Ngôn của thầy thì thầy có nói rất rõ là muốn sống lâu thì phải hít thở sâu. Vậy thì nếu mà không thở được âm dương khí công thì chúng ta hít sâu thở đều như thế cũng tốt rồi. Thế nhưng mà riêng đối với âm dương khí công thì rất là quý giá, cho nên là qua rất là nhiều lớp hướng dẫn âm dương khí công thì thấy có một số những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là các bạn khó thở. Thì để trả lời cho rất nhiều câu hỏi của các bạn học viên thì hôm nay tôi xin phép chia sẻ một số những cái vướng mắc mà các bạn hay mắc khiến cho việc các bạn thở không thành công. Thứ nhất là muốn thở được thành công thì các bạn phải thuộc lòng về kỹ thuật thở. Kỹ thuật thở thì nhiều bạn đọc sách và hiểu chưa hết và chưa đúng ý của thầy Tổ Bùi Quốc Châu. Đây là một phương pháp thở rất là quý và đã có là trên già nửa thế kỷ rồi, gần 55 năm rồi. Và có nhiều người thì được nghe, được biết qua sách vở, và khi mà đọc sách thì không hiểu hết ý, cho nên là nhiều khi thở không đúng. Và chính vì như vậy cho nên là các bạn bị vướng về cái việc là thở không đúng kỹ thuật. Trước đã là không đúng kỹ thuật. Ở trong sách Âm Dương Khí Công trang số 9, Âm Dương Khí Công trang số 9 thì thầy có nói là đây là phép thở được điều khiển bằng ý chứ không phải bằng thở bằng phổi bình thường. Tuy nhiên các bạn lại ít chú ý đến cái phần là thầy có viết là đây là lối thở ếm khí khác với một số các cái lối thở khác, là êm nhẹ dài sâu thì phương pháp này là thở êm nhẹ ngắn cạn. Vậy thì cái êm nhẹ ngắn cạn ở đây có nghĩa là vẫn phải có hơi thở thật. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải xác định với nhau là đây là sự kết hợp giữa cái làn hơi tưởng tượng, tức là ý của chúng ta, với lại cái hơi thở thật. Và có một điều mà rất nhiều bạn hay mắc phải, đấy là cái lúc mà chúng ta hít vào. Hôm nay thì không nói về kỹ thuật thở ạ, tôi chỉ nói về cái việc là làm thế nào để khắc phục, nêu ra một số những cái vướng mắc khi các bạn thở và làm thế nào để khắc phục thôi. Thì về phần kỹ thuật là do chúng ta chưa hiểu đúng, cho nên là chúng ta cứ nghĩ là chỉ có quan trọng là tưởng tượng mà quên đi là có hơi thở thật, tức là có hít vào nhưng mà hít vào là êm nhẹ ngắn cạn. Và thầy có viết rất rõ là thở mà như là không thở ấy. Thì về cái phần lỗi ở kỹ thuật là khi mà hít vào không phải êm nhẹ ngắn cạn mà hít mạnh quá. Hít vào như vậy thì theo phản xạ tự nhiên là hít no phổi rồi thì bắt buộc là phải thở ra. Thành ra là không nín được ở dưới đan điền 5 đến 10 giây. Đấy là về sai cơ bản về kỹ thuật. Thế thì chúng ta khắc phục cái lỗi sai ở phần kỹ thuật như sau, là luôn nhớ đây là sự kết hợp giữa hơi thở thật và làn hơi tưởng tượng, tức là ý, chứ không phải là chỉ có dùng mỗi ý không mà không tưởng tượng, mà không thở. Thế thì khi mà bắt đầu hít vào bằng mũi thì lúc đó là tưởng tượng, nhưng mà nhớ là thầy có dặn rất là rõ. Và ở trong sách trang số 9 thì thầy còn ghi rất là đậm, đấy là êm nhẹ ngắn cạn, tức là hít vào thì hít từ từ thôi, hít vào thì hít chậm, hít êm. Chứ nếu mà hít nhanh, hít gấp và hít mạnh quá thì theo phản xạ tự nhiên là bạn đã hít đầy buồng phổi rồi. Do đó là bạn sẽ ngay lập tức thở ra và không thể nào mà tập trung ở đan điền được từ 5 đến 10 giây. Vậy thì cái kỹ thuật này là các bạn nhớ là sửa cái lỗi này. Không phải là mình hít vào xong đó thì mới tưởng tượng, hoặc là tưởng tượng xong đến đan điền rồi lúc này mới hít là cũng không đúng. Thế thì cái kỹ thuật là chúng ta phải xác định là chúng ta đọc cho kỹ, cho thuộc lòng. Bởi vì thầy có nói rất rõ là ý
ý thì dẫn khí, cho nên là nếu mình muốn dẫn được thì đầu tiên mình phải để nó ở trong đầu, tức là phải thuộc lòng về mặt kỹ thuật trước đã. Nhớ là đây là sự kết hợp giữa hơi thở thật và làn hơi tưởng tượng. Rất nhiều bạn là bị hiểu sai, cho rằng đây chỉ là tưởng tượng không thôi, do đó là cũng không không quan tâm đến cái hơi thở thật của mình, không 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 biết rằng là thầy đã dặn, quên đi cái việc là thầy đã dặn là êm nhẹ ngắn cạn đấy. Thì tức là khi mình hít vào rất là êm nhẹ thôi thì lúc đó là mình tưởng tượng. Và có một điều khác biệt cơ bản nữa ở đây mà học viên hay vướng mắc khi mà tôi hướng dẫn rất là nhiều bạn, thì có một cái lỗi cơ bản các bạn bị vướng, đấy là khi mình hít vào, lúc mình hít vào hơi thở thật ấy, là cùng lúc tưởng tượng khí đi từ 19 xuống đan điền. Nhưng mà khi mà đi từ đan điền, tưởng tượng là khí đi từ đan điền lên huyệt số 19, thì lúc này là vẫn đang nín thở, chứ không phải là bắt đầu tưởng tượng khí đi từ đan điền lên 19 là lúc này chúng ta thở ra. Thì hầu hết những người vướng phải cái lỗi đấy thì lại đều không thở được. Do đó chúng ta phải thuộc lòng về mặt kỹ thuật, thuộc lòng về mặt kỹ thuật. Kỹ thuật thở là chúng ta phải phải thuộc lòng, nó nằm sẵn trong đầu của chúng ta, thì khi chúng ta nghĩ là nó sẽ đúng theo với lại cái kỹ thuật. Thế thì xin nhắc lại về phần kỹ thuật là nhiều bạn là không không để tâm. Khi mà mình vừa hít vào và mình vừa tưởng tượng thì hai cái đường này là nó đi hai đường khác nhau. Do đó là chúng ta, cái đầu của chúng ta thì chỉ tập trung vào làn hơi tưởng tượng thôi. Còn cái hơi thở thật thì thầy có dặn rất rõ là hít êm, nhẹ, ngắn, cạn. Tức là nó vẫn có, chứ không phải là không có hơi thở thật. Và nhớ là lúc mình bắt đầu hít vào và tưởng tượng khí đi xuống, khi tưởng tượng khí đi từ 19 xuống đan điền, lúc đó chúng ta đang hít vào một cách êm, nhẹ, nông. Còn lúc mà chúng ta tưởng tượng khí đi từ 19, sau dừng 5 đến 10 giây, chúng ta tưởng tượng khí đi từ 19 lên đến, đi từ đan điền lên đến 19, thì lúc này vẫn đang nín thở. Đấy là điều khác biệt cơ bản giữa những người mà tập thở được ngay và những người mà mãi không thở được, là các bạn hay bị vướng cái này. Hoặc là thở cho no phổi rồi bắt đầu mới tưởng tượng thì không dừng được ở đan điền lâu, hoặc là hít vào một cách nhanh mạnh quá thì cũng không đủ để nín thở, không đủ để dừng ở đan điền. Thì về phần kỹ thuật này, ở trong sách Âm Dương Khí Công của thầy đã hướng dẫn khá là kỹ, khá là chi tiết về phần kỹ thuật. Cho nên chúng ta nhớ là về cơ bản chúng ta muốn thở được thì phải thuộc lòng về kỹ thuật trước đã, thuộc lòng về kỹ thuật trước đã. Thứ hai nữa là khi mà các bạn quên, thầy dặn ở trong trong sách thầy có dặn là không được quá sức, tức là hít vào thì vì hít vào êm nhẹ ngắn cạn cho nên là nó sẽ có cảm giác là hụt hơi, thiếu khí, và hơi tức ngực, thì các bạn lại cố quá. Thế khi mình cố quá thì cái suy nghĩ của mình, cái sự tập trung của mình nó bị chi phối, nó không còn tập trung vào cái việc là mình dừng tưởng tượng ở đan điền nữa, mà mình cứ thấy là mình tức ngực, mình khó thở chỗ nào đấy thì là bị chi phối bởi những cái khó chịu đấy. Do đó là khi mình hít xong, mình thở xong một đường thì mình nhớ là để cho cơ thể luôn luôn ở trong trạng thái hoàn toàn tự nhiên, tức là lúc này chúng ta xen kẽ giữa đường dương hoặc là đường âm bằng hơi thở điều hòa của chúng ta, tức là hít sâu thở đều sao cho cơ thể ở trong trạng thái thoải mái nhất, thì lúc này chúng ta mới lại tưởng tượng tiếp, lúc này chúng ta mới thở tiếp. Thì về cái phần kỹ thuật chúng ta nhớ là phải thuộc lòng. Rồi cái phần tiếp theo nữa thầy dặn rất là kỹ, đấy là dùng ý để dẫn khí. Thì nhiều bạn lại không phải như thế, nhiều bạn lại theo dõi hơi thở, theo dõi thì là không đúng, ý dẫn khí chứ không để khí dẫn ý. Cho nên mình, cái việc mình theo dõi xem hơi thở nó đi đâu là cái việc mà khiến cho mình không thở được. Nếu mà các bạn thở đúng thì trong thời gian rất ngắn thôi là đã có cái cảm giác rất là khác biệt ở trong người, cơ thể nó rất là nhẹ. Thế và có một cái nữa, đấy là khi mà đặc biệt là đấy là đường dương, còn khi mà đường âm thì có một cái điều cơ bản
mà các bạn hay bị vướng mà hôm trước tôi có nói ấy, cái này là qua rất là nhiều học viên, cho nên là xin nhắc nhở các bạn. Đấy là thầy có viết trong sách là khi thở đường âm thì có một đi tới hậu môn thì phải nhíu một cái bắt buộc, tức là bắt buộc phải nhíu hậu môn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ giống như là dòng điện không đảo chiều ấy, thì nó sẽ rất là nó sẽ vẫn có cảm giác nóng như đường dương. Đấy là qua rất nhiều học viên khi mà thở bị lỗi thì kiểm tra lại thì các bạn là không nhíu hậu môn, giống như là mình không đóng cầu dao, không đảo chiều dòng điện, thành ra là nó bị vướng vài cái như vậy. Đấy là lỗi của đường âm và đường dương. Thì về cơ bản là chúng ta nhớ là phải thuộc lòng về mặt kỹ thuật trước, và kỹ thuật thì thầy đã có hướng dẫn rất là kỹ ở trong cái cuốn Âm Dương Khí Công về định nghĩa khái niệm và kỹ thuật thở. Thì bắt đầu các bạn đọc từ trang số 9, thì ở trong này thầy có ghi rất rõ. Và trước khi các bạn thở thì nếu mà đọc sách các bạn nhớ là cầm trên tay cây bút, và cái đoạn nào mà các bạn thấy rằng quan trọng thì là nhớ gạch chân. Đặc biệt là khi thầy nói về cái hơi thở thật của chúng ta ấy, là thầy nói là êm nhẹ ngắn cạn, thì các bạn nhớ là khi hít vào thì êm nhẹ ngắn cạn, không được hít sâu hít mạnh. Hít mạnh hít nhanh là khiến cho mình có cái phản xạ no phổi rồi là mình sẽ là theo phản xạ tự nhiên mình sẽ thở ra ngay mà không tập trung ý ở đan điền được. Thế và cái cách khắc phục thì có rất nhiều, còn có một cái nữa, đấy là có rất nhiều bạn là thở yoga thì là do hít sâu quá, hít vào phình ngực phình bụng ra, thì đấy cũng là một trong những cái lỗi khiến cho các bạn khó thở. Hoặc là có bạn thì thở đến đan điền xong lúc mình tưởng tượng lên thế là tự nhiên là khí nó ra vậy, thì cái cách khắc phục của bạn là khi mà bạn bắt đầu dừng không hít vào nữa thì đưa tay lên bịt cái mũi lại tạm thời như thế, khi cho quen đi xong thì bạn sẽ thả cái tay ra. Vậy thì cái lỗi cơ bản mà tôi xin nhắc lại đấy là do chúng ta chưa có hiểu đúng với lại những gì mà thầy Bùi Quốc Châu đã hướng dẫn. Thầy có nói rất rõ là đây là phép thở được điều khiển bằng ý chứ không phải thở bình thường bằng phổi. Nhưng phần thứ hai, cái mục hai nhỏ thì thầy có viết là đây là lối thở ếm khí nên khác với một số lối thở khác, thay vì êm nhẹ dài sâu thì sẽ là êm nhẹ ngắn cạn. Cho nên là êm nhẹ ngắn cạn tức là đang nói về hơi thở thật. Vậy thì chúng ta nhớ là đây là sự kết hợp giữa làn hơi tưởng tượng và hơi thở thật của chúng ta. Cho nên là nhớ là hơi thở thật của chúng ta là có một kỹ thuật rất căn bản, đấy là hít vào một cách êm, nhẹ, ngắn cạn. Và khi nào thì hít? Thì khi chúng ta bắt đầu tưởng tượng thì chúng ta hít, hay là khi chúng ta bắt đầu hít thì lúc này chúng ta tưởng tượng. Và nhớ là lúc mà chúng ta đang hít vào thì cùng lúc đó là chúng ta đang tưởng tượng khí đi từ 19 xuống đan điền. Nhưng mà cái lúc đi ra là khi khí tưởng tượng từ đan điền lên huyệt 19 thì lúc này chúng ta vẫn đang nín thở. Đây là điều khác biệt cơ bản giữa người mà thở được ngay với người mà mãi chưa thở được. Đó là các bạn không hiểu vì sao mà các bạn mãi chưa thở được. Thì qua rất là nhiều lớp học tôi hướng dẫn thì thấy các bạn có những cái lỗi là do các bạn chưa hiểu đúng về mặt kỹ thuật mà thầy hướng dẫn. Thế thì khi mà chúng ta thở mà bị vướng, thí dụ như là chúng ta bị mệt là do chúng ta bị cố quá, thay vì là chúng ta hít vào êm nhẹ ngắn cạn thì chỉ một hơi thôi là chúng ta cảm thấy hụt hơi, thì lúc này chúng ta nhớ là phải hít sâu thở đều để cho cái cơ thể chúng ta hoàn toàn ở trong trạng thái thoải mái tự nhiên. Ở trong sách thầy cũng có nói như thế. Cái này là tôi nói lại hoàn toàn những điều mà ở trong sách thầy Tổ Bùi Quốc Châu là nhà phát minh ra phương pháp thở này có ghi như vậy. Nhớ là để trong cơ thể trong trạng thái hoàn toàn thoải mái và tự nhiên nhất. Vậy thì đừng đợi là khi chúng ta mệt chúng ta mới bắt đầu điều hòa, mà thở một đường hai đường lúc bắt đầu chúng ta mới tập thở. Thở một đường, hai đường là chúng ta đã hít sâu thở đều điều hòa, sau đó cơ thể tự nhiên rồi thì lại bắt đầu hít vào và tưởng tượng. Và rất là ghi nhớ là hít vào rất êm nhẹ, không được phình ngực, không được phình bụng. Và đối với người mà thở quen yoga là hít vào mạnh và phình cái bụng ra thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần để chúng ta tập. Bắt đầu bằng việc chúng ta tập là hít êm nhẹ nông trước,
Thế sau khi chúng ta hít được êm nhẹ nông rồi thì lúc này chúng ta mới kết hợp với sự tưởng tượng. Thế và khi mà chúng ta khó thở, khó tập thì chúng ta sẽ là có một cái kỹ thuật mà tôi hướng dẫn cho rất nhiều học viên thành công, đấy chính là chúng ta giúp cho khí huyết cơ thể lưu thông trước bằng cách là chúng ta xoay cổ tay khoảng 5 phút, chúng ta đứng hình chữ V. Xoay cổ tay thì có thể đứng ở rất nhiều tư thế, để ở mọi tư thế, ví dụ như là để ngang vai hoặc để đằng trước, hoặc là cho tay vào gầm bàn vân vân, hoặc là nằm, hoặc là thõng tay vân vân, thì tất cả những cái tư thế đấy đều có thể thở được. Tuy nhiên có một cái tư thế khiến cho khí huyết lưu thông rất nhanh, đấy là chúng ta đứng hình chữ V và tay thì giơ cao quá đầu rồi là rộng hơn hai vai một chút, thì qua nhiều cái kiểm chứng thì cái cách này là khiến cho khí huyết lưu thông rất nhanh và chỉ trong vòng 1 phút là khí nóng đi toàn cơ thể. Vậy thì chúng ta để giúp cho cái cơ thể chúng ta dễ thở âm dương khí công thì trước khi thở chúng ta có thể là xoay cổ tay trước. Thế và còn một cách nữa khi các bạn khó thở đường dương, đấy là dùng máy sấy tóc. Dùng máy sấy tóc các bạn có thể sấy ở từ hõm cổ xuống đến hết cái bờ trên xương mu. Chúng ta sấy qua sấy lại như vậy cho nó nóng ấm lên. Sau đó thì chúng ta bắt đầu cái quy trình thở của chúng ta. Cách tiếp theo nữa là chúng ta có thể, nếu đã học diện trần rồi thì chúng ta có thể là hơi nhâm đốc. Chúng ta có thể hơi nhâm đốc. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể là dùng cái con lăn cầu gai để chúng ta lăn cả đằng trước, lăn cả đằng sau trước khi chúng ta thở. Và tôi cho rằng một cái cách mà khá là dễ thở, đấy chính là ngồi trước hình ảnh của thầy Tổ Bùi Quốc Châu. Và ở trong sách Âm Dương Khí Công thì thầy có hướng dẫn là về cái thời gian, cái tư thế này, cái thời gian và không gian thở. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng không gian thở rất quan trọng. Không gian thở thì thầy có nói là chọn nơi thoáng khí này, rồi sạch sẽ này, vân vân. Nhưng mà nếu như chúng ta chọn được những nơi mà có nhiều năng lượng để chúng ta bắt đầu tập thì cái này giúp cho chúng ta thở được rất nhanh. Vì sao mà chúng ta tập ở nhà mãi không được mà khi chúng ta đến trung tâm chúng ta lại thở được, hoặc là chúng ta đứng trước thầy Châu chúng ta lại thở được, hoặc là khi thầy hướng dẫn cho chúng ta lại thở được ngay. Vậy thì cái không gian nó cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta tập thở, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc chúng ta tập thở. Vậy thì nếu mà chúng ta để cho chắc chắn thì có thể chúng ta sẽ đến trung tâm của thầy Tổ Bùi Quốc Châu là 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận. Thì thỉnh thoảng ở trong hầu hết các cái khóa học diện trần căn bản của thầy, thầy đều có hướng dẫn luôn cả âm dương khí công. Và cái không gian thứ hai chúng ta có thể tìm đến để học âm dương khí công, đấy là chi nhánh 1 của Trung tâm Việt Y Đạo Quốc tế ở số 12 Bít Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1. Thì chúng ta sẽ được học với thầy Bùi Minh Tâm và cô Vũ Thị Minh Thi. Cái không gian tiếp theo mà chúng ta có thể học được dễ thành công, đấy là văn phòng diện trần vì cộng đồng ở số 43 / 2 / 112 ở đường 27, phường 6, quận Gò Vấp. Chúng ta sẽ được học với thầy Bùi Minh Trí và cô Nguyễn Kim Xuân Trang. Và nơi tiếp theo chúng ta có thể học được âm dương khí công, đấy là ở số 95 / 115 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi tiếp theo chúng ta có thể học được đấy là ở số 302 Trịnh Bình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ở đây chúng ta có thể học được với thầy Lý Văn Kiệt. Và ở Hoàng Bật Đạt thì chúng ta có thể học âm dương với thầy Bùi Minh Luân. Thì vì sao tôi lại giới thiệu những địa chỉ này, ngoài địa chỉ là 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận? Bởi vì thầy có ghi rất rõ đấy là tư thế, thời gian và không gian. Qua rất là nhiều lớp thì tôi thấy rằng là không gian tập thở rất quan trọng. Nơi nào mà có nhiều năng lượng thì nơi đó chúng ta thở rất là nhanh. Và nơi có lẽ là nhiều năng lượng nhất, đây chính là nhà thầy Tổ ở 16 Ký Con, phường 7, quận Phú Nhuận. Còn thầy Bùi Minh Tâm, cô Minh Thi, thầy Bùi Minh Trí, cô Xuân Trang, rồi thầy Bùi Minh Luân, thầy Lý Văn Kiệt là những người đã được gần gũi thầy Tổ Bùi Quốc Châu rất là con cái của thầy. Đấy là những người con của thầy, được gần thầy rất là lâu, cho nên là tôi tin rằng là những người thầy này cũng có rất là nhiều năng lượng. Và nơi
nơi đó là nơi mà thầy Tổ Bùi Quốc Châu thường xuyên đến, cho nên những nơi đó tôi tin rằng là cũng có rất là nhiều năng lượng để cho chúng ta có thể là tập dễ đạt được thành công. Ở ngoài miền Bắc thì có 314 Thụy Khuê và nơi ngôi nhà Diễn Trần, ngoài ra thì còn cũng còn một số nơi khác nữa, ví dụ như là nơi của cô Nguyễn Thị Quốc Khánh hoặc là thầy Vũ Văn Hội, đều là những nơi có thể hướng dẫn được âm dương khí công cho các bạn. Tôi xin nhắc lại là lỗi cơ bản mà qua rất là nhiều khóa học tôi nhận thấy đấy chính là lỗi về mặt kỹ thuật, là hiểu sai về mặt kỹ thuật, tức là hít vào xong mới tưởng tượng, hoặc là tưởng tượng xong rồi là mới hít vào. Và có một cái là khi bắt đầu tưởng tượng khí đi từ đan điền lên 19 thì lúc này lại bắt đầu thở ra rồi. Lúc này là chúng ta vẫn còn đang nín thở. Khi tưởng tượng khí đi xuống là hơi thở thật đang hít vào một cách êm nhẹ nông. Thế và khi tưởng tượng từ đan điền lên trở lại huyệt số 19 là lúc này vẫn đang nín thở và thở ra một cách cũng là nhẹ thôi. Và có một cái nữa, lỗi nữa đấy là do các bạn để bị ngộp thở, tức là bị cố gắng quá sức, cho nên là ban đầu mới tập thở thì các bạn nhớ là các bạn để trong tư thế thoải mái nhất, tự nhiên nhất, tức là khi thở một đường dương thì chúng ta sẽ hít sâu thở đều. Hít sâu thở đều như thế để cho cơ thể trở về trạng thái tự nhiên nhất, thoải mái nhất, sau đó chúng ta mới tiếp tục. Thế còn nếu mà đường âm, tại sao các bạn lại không thấy cái điều gì khác biệt? Đấy là do rất nhiều bạn là không nhíu hậu môn, mà ở trong sách thì thầy có ghi rất rõ, đấy là nhíu hậu môn một cách bắt buộc, tức là chúng ta phải đảo chiều dòng điện thì nó mới ra cái đường âm và đường dương. Thế thì đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái việc là vì sao mà các bạn lại hay mắc lỗi, hay bị khó thở. Thì đấy là một vài cái lỗi cơ bản. Thế còn những cái lỗi khác thì tùy theo từng người. Khi mà tôi hướng dẫn xong thì tôi có trao đổi là khi các bạn nói rằng là các bạn chưa thở được, chưa có cảm giác gì, thì tôi thường yêu cầu là học viên mô tả lại cái đường thở của mình, mô tả lại cái cách thở của mình, thì sau khi lắng nghe thì tôi biết rằng là các bạn đang sai ở chỗ nào. Khi mình hít xuống, mình tưởng tượng khí đi xuống thì là một lần hít vào, tưởng tượng khí đi lên là vẫn đang nín thở, và lên đến 19 tưởng tượng khí đi ra lúc này mới thở ra, tức là mình tưởng tượng đi lên đi xuống như vậy là chỉ một lần thở ra và một lần hít vào thôi, chứ không phải là trong lúc chúng ta dừng ở đan điền là vừa hít vào vừa thở ra đâu. Cho nên cái sai cơ bản là sai về kỹ thuật, chúng ta không thuộc về kỹ thuật thở. Vậy thì chúng ta nhớ là đọc thật kỹ cái cuốn Âm Dương Khí Công, bắt đầu từ trang số 9 là thầy có nói về định nghĩa khái niệm thế nào là âm dương khí công. Sau đó thì thầy nói về kỹ thuật thở, rồi thầy nói đến tư thế, thời gian, không gian lúc tập thở. Và cái quan trọng không kém để chúng ta có được cái việc là thở thành công, đấy là không gian thở. Không gian thở thì chúng ta sẽ là chọn những không gian mà có nhiều năng lượng. Thì như tôi vừa giới thiệu là chúng ta có những nơi rất quan trọng mà tràn đầy năng lượng, đấy chính là nhà thầy Tổ Bùi Quốc Châu và những trung tâm, những chi nhánh của các con của thầy. Và nếu chúng ta chưa có nhớ kịp những nơi này thì chúng ta sẽ vào trang diệntrần.com là website chính thống của thầy Tổ Bùi Quốc Châu để chúng ta tìm những địa chỉ này. Và cũng có một cái website nữa ngoài miền Bắc, đấy là diệntrần.com.vn để chúng ta có thể tham khảo thêm. Thế còn là những cái vướng mắc của các bạn, nếu như là tôi có thể giải đáp được cái gì thì khi các bạn comment tôi sẽ tổng hợp, rồi sẽ có một cái buổi live stream hướng dẫn trả lời những cái thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn thành công. Nhớ là hôm nay tôi không hướng dẫn về kỹ thuật thở mà chỉ nêu ra một vài những cái vướng mắc của các bạn, lỗi của các bạn khi các bạn thở, vì sao mà lại không thở được. Thế và một số cách khắc phục. Cách khắc phục thứ nhất là giúp cho khí huyết lưu thông là xoay cổ tay. Cách khắc phục thứ hai là chúng ta có thể dùng máy sấy để sấy hai mạch nhâm đốc đằng trước đằng sau, hoặc là chúng ta có thể dùng con lăn để chúng ta lăn, hoặc là chúng ta có thể đứng trước hình thầy Tổ Bùi Quốc Châu để chúng ta thở. Và nhớ là chọn một cái không gian nó sạch sẽ và nó có nhiều năng lượng để chúng ta thở.
Thế và những người mà đã tập thường xuyên tập yoga thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Chúng ta sẽ tập là thở êm, hít hít êm nhẹ ngắn cạn, không phình ngực, không phình bụng trước. Sau đó chúng ta mới kết hợp là vừa hít vào thì lúc đó chúng ta tưởng tượng. Thì xin chúc các bạn thành công. Có những vướng mắc gì các bạn để lại câu hỏi thì khi tôi tổng hợp được tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.